Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Mình xin chúc mừng các bạn là cái dự án con AIN ấy, dự án mà mình hướng dẫn với các bạn claim khoảng được 1 triệu token ấy, được 3 giá khoảng 3 đến 6 U ấy. Hôm trước ấy thì đã list ở trên sàn MEC và mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển lên sàn MEC để bán nhé. Rồi thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tài khoản MEC nhá. Chúng ta ấn vào Overview này. Mọi người ấn vào Deposit nha. Chọn cho ad AI nhỉ? AIN. Quên mất tên rồi. AIN. Đây. AI English nhá. Thì nó là mạng Arbitrum One. Thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Đây là cái ví mà chúng ta sẽ chuyển vào. Nếu mà các bạn mà chưa add contract ấy, thì các bạn sẽ ấn vào contract cho add này. Ở đây thì mọi người sẽ ấn copy. Vào đây thì mọi người sẽ ấn vào tài sản. Ở dưới thì mọi người ấn vào nhập token nhé, dán contract vào đây này. Ở đây thì mình đã thêm token rồi thì chúng ta không cần phải thêm nữa. Các bạn ấn vào next next là ok thôi, là thêm được token vào. Ở đây thì mọi người sẽ ấn vào thấy là đây. Đây nhé, thì các bạn sẽ ấn vào đây, các bạn phải có một ít ETH để chúng ta làm phí nhé, nó cứ hiện BNB bực mình ghê. Đây, gửi, các bạn dán ví vào đây, ấn mắc lên nhé, tiếp theo này, các bạn ấn vào xác nhận nhé. Rồi các bạn chờ một ít thì nó sẽ lên trên này thôi. Mình sẽ ấn vào spot để chúng ta trade nhá. AI A AI N. Đấy, cũng bị xả rồi. Lên được một ít đã bị xả rồi đây này mọi người. Đấy, có lúc lên đến mười mấy, 15, bây giờ còn 11 thôi. Đấy, mọi người ấn vào đây nhé để để trade nhá. Pogai cũng lên đây nè, thử Pogai xem có tăng giá không. Pogai cũng lên được một ít nè. Đấy, Pogai cũng lên được một ít. Ok thì chúng ta sẽ chờ một ít để xem là có vào chưa nhé. Đây vào đây. Rồi chúng ta quay lại phần spot xem là được mấy đô nào. AIN. Đấy, ta ấn kéo lên này nè. Được 22 U mọi người ạ, tức là mỗi bạn sẽ nhận được khoảng 11 U mọi người nhé. Đấy, nếu mà chúng ta claim được 1 triệu thì chúng ta được 11 U, cái này đã át là hai hai ấy. À, 2 tỷ chứ không phải 2 triệu đâu mà 2 ACC. Đấy. Được 22 U. Đấy. Biết đâu lên đây nó lại phòng lên thêm nhỉ. Tôi cứ chờ tí xem thế nào. Ok, ad sẽ để link ở bên dưới cho các bạn cùng tham gia dự án này cũng như là chuyển lên token lên sàn để bán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của ad nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.